À, chào bà con, hôm nay mình đi ngang qua có thấy cái đám tang ở của người Việt ở Giấc Mơ đó. Đây là bà cố Rosa Nguyễn Thị Tho gì ạ. Thì bà qua đời trưởng thọ được 98 tuổi, quá trời thọ đây. Thì ở đây đây có con cái ở hải ngoại cũng về nữa. Thế là mình tới đây mình quay, xin phép quay để tải lên cho bà con coi chút. Con gái hải ngoại nhiều, con gái hải ngoại nhiều. Bà là hải ngoại Mỹ đó. Anh là con ngày tiếng con cầu xin nếu Chúa chấp tới nào anh chưa gì anh từ Chúa hằng có lòng này anh con của bà cụ mới qua đời đó, anh cũng ở bên Mỹ vậy. Hồn con cấy vì lời hứa ấy, vì đã trông cấy Chúa. Những kẻ làm dân Đức Chúa trời đêm ngày hay trông cấy người cho nên, vì người đắc nhân lành hay thương vô cùng sẽ tha hết mọi tội lỗi. Làm dân người thay thay này Chúa xin ban cho linh hồn rõ xa được ý ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng nay Chúa. Xin cứu lấy linh hồn ro xa cho khỏi tù ngục mà được ý. Chúng con trong cậy là thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chạy chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Sinh Hiền Vinh Sáng. Ở đây đây con cháu của họ rất là đông, vừa hải ngoại vừa bà con quen cả bà cố nữa, người ta rất là đông, hội đoàn tới tham dự rất là nhiều. Đời ông Thánh Du Xe là bạn Thanh Sạch Đức và Maria trọn đời đồng chi. Lạy các thánh từ đạo Việt Nam. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Thank you.
Ôi, xin chia buồn với gia đình bà Rosa. Cảm ơn anh nhé. Gia đình con Hải, dạ. Con Phước, con Long xin được mượn tiếng kèn để thay lời muốn nói, để nhớ đến người mẹ thân yêu. Nhạc đoàn xin đăng cử bài Ơn Nghĩa Sinh Thành, trang 29. Gia đình con Vinh, gia đình con Thư xin được mượn tiếng kèn để thay lời muốn nói, để nhớ đến người mẹ thân yêu. Nhạc đoàn xin đăng cử bài Mẹ Tôi.